chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay bản tin pháp luật usa.blogspot.com chúng tôi trong thời gian qua đã nhận được tin nhắn điện thư email hỏi về một cái vấn đề. Đó là họ nói là có một số người uh, trong cộng đồng đã giả mạo tài liệu tòa án tức là tài liệu không có chữ ký của chánh án không có chữ ký của thư ký tòa án cũng không có chữ ký của luật sư cũng không có chữ ký gì của ai cả bỗng dưng họ lừa bịp họ nói rằng đó là tài liệu của tòa án tức là đồ giả mạo cho quý vị tức là họ tự đánh máy họ lấy từ ở đâu do những cái băng đảng làm giấy tờ giả chẳng hạn như vậy làm giả giấy tờ nhưng không dám giả hồ sơ con dấu của tòa án tên tuổi của chánh án của luật sư của thư ký tòa án vân vân rồi đi vu khống vu cáo người này người kia ác ý đủ kiểu hết thì với cái sự việc mà giả dạng giả mạo giấy tờ của tòa án thì đó là class 4 felony thưa quý vị tức là tội danh hình sự cấp 4 và như quý vị thấy trên màn hình là hình phạt là 10 năm tù, thưa quý vị, ten year prison sentence và 100 000 ngàn đô la tiền phạt, thưa quý vị. và đó là cái tội danh dành cho những người mà dùng giấy tờ giả nói rằng đó là giấy tờ của tòa án rồi như đã nói là vu cáo vu khống là chụp mũ ác ý đủ kiểu Uh, gây uh, nhiều tổn hại thiệt hại cho các nạn nhân Thì xin thưa 10 năm tù đang chờ Và 100.000 đô la tiền phạt đang chờ thưa quý vị Thì Chương trình uh, đến đây tạm chấm dứt Xin trân trọng cảm ơn quý vị uh, khán, khán giả khắp nơi Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh Thân thật cảm ơn Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ